thật bình thường là răng tốt nhất của hàm răng của chúng ta. Khi mà chúng ta thật sự muốn nhu cầu làm thẩm mỹ thì hãy làm. Còn nếu như không có nhu cầu làm, đừng làm răng sứ thẩm mỹ làm gì. Ước ao có một cái hàm răng sứ thẩm mỹ. Nhiều bệnh nhân đến với kể với mình là gì? Anh cũng nghiên cứu nhiều năm và mới quyết định đi làm răng sứ thẩm mỹ. Thì đúng là mình hiểu cái nhu cầu và cái mong muốn của bệnh nhân. Vì vậy chúng ta thấy là gì? Chúng ta có một cái hàm răng, và khi chúng ta muốn làm cái răng sứ thẩm mỹ thì đó là cái vấn đề bất đắc dĩ thôi. Còn răng thật, bác sĩ Trung muốn chia sẻ là gì? Răng thật bình thường là răng tốt nhất của hàm răng của chúng ta. Khi mà chúng ta thật sự muốn nhu cầu làm thẩm mỹ thì hãy làm. Còn nếu như không có nhu cầu làm, đừng làm răng sứ thẩm mỹ làm gì. Bởi vì răng sứ thẩm mỹ nó đòi hỏi cái quy trình làm, kỹ thuật làm và tốn kém rất là nhiều tiền của anh chị. Nên là chúng ta tuyệt đối, chúng ta nếu chúng ta là gì, không có nhu cầu cao, chúng ta không được đi theo trào lưu để chúng ta làm gì. Hãy giữ răng thật ăn nhai là quan trọng nhất. Thứ nhất là nó khỏe mạnh, thứ hai là nó không bị viêm, thứ ba là nó gần như nó không có tốn kém gì trong vấn đề chăm sóc cả. Như vậy là gì, chúng ta sẽ biết được là gì, cái việc mà chúng ta làm sao làm răng sứ thẩm mỹ thì nó có lâu hay không. Có những người thì cả đời chúng ta mới có cơ hội để đi làm răng sứ thẩm mỹ, nhưng mà chúng ta lại gì, muốn làm thật nhanh trong vòng 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày là xong cái hàm răng sứ thẩm mỹ. Thực sự bác sĩ Trung khuyên mọi người không nên. Bởi vì sao? Khi mà mài răng ấy là chúng ta chỉ có một lần chúng ta mài thôi. Bởi vì sao? Nếu chúng ta mài mà chúng ta bị hỏng thì chúng ta thấy rằng là gì, cái hàm răng nó bị rất nhiều biến chứng. Nên là khi xác định làm răng sứ thẩm mỹ là chúng ta đã làm một lần, là chúng ta phải sử dụng được nhiều năm, sau này chúng ta mới thay thế, chứ không phải là lay thích chúng ta mai đổi được. Vì vậy là gì, khi xác định làm răng sứ thẩm mỹ rồi, chúng ta ngoài vấn đề chuẩn bị về tài chính, chúng ta phải chuẩn bị về thời gian. Chuẩn bị thề thai là như thế nào? Nghĩa là gì, anh chị phải có cái thời gian mà đi làm đến phòng khám đấy. Chúng ta phải có rất là nhiều ưu tiên cho bác sĩ là gì, hôm nay chị cho cả buổi sáng em làm thế nào cũng được. Vậy là gì, bác sĩ sẽ có thời gian và chúng ta sửa soạn cái thời gian. Chúng ta đừng chọn vào ngày đông để chúng ta có thể là gì, là làm. Chúng ta chọn vào ngày thật thưa nhất, bác sĩ chỉ làm cho mình trong vòng một buổi sáng như thế. Xong là những cái thời gian nắp răng cũng vậy, chúng ta cũng không hẹn gấp, chúng ta hãy cho bác sĩ chúng ta 3 đến 5 ngày, thậm chí cả một tuần để chúng ta có thời gian để chúng ta làm sao sửa chữa, là chúng ta làm trên lab được một cái sản phẩm nó trọn vẹn. Và cái hôm lab ấy chúng ta cũng dành nguyên một ngày. Thường là bác sĩ Trung khuyên mọi người nên nghỉ luôn một ngày để chúng ta làm sao chỉnh sửa cái hàm răng trước khi chúng ta lắp. Nó mất nửa ngày rồi, sau đó chúng ta lắp thì cái đó mới là cái mà chúng ta an toàn nhất. Và cái quá trình đi lại nó chỉ mất khoảng 2-3 lần như vậy thôi, nhưng mà chúng ta có thể kéo dài mất khoảng 5-7 ngày. Hy vọng là gì, bệnh nhân nếu mà nghe được cái thông tin này thì chúng ta xác định được, chúng ta ngoài chuẩn bị tài chính, chúng ta phải làm gì, chuẩn bị về cả về thời gian nữa, để giúp cho cái quá trình mà gì làm răng sứ thẩm mỹ của chúng ta làm sao nó đạt được cái hiệu quả nhất. Thì trên đây là cái chia sẻ của bác sĩ Trung dành cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.